Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư của công dân Lê Dương Ninh, đại diện cho 18 hộ dân ở thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Nội dung đơn thư công dân phản ánh về việc ngày 8 tháng 11 năm 2022, tập thể 18 gia đình cùng trú tại thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã làm đơn khởi kiện gia đình bà Ngô Thị Nhẫn và chồng là ông Phùng Đình Niên cùng trú tại thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên về tội lợi dụng tín nhiệm để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của công dân. Ngày 11 tháng 11 năm 2022, các gia đình đã nộp tiền tạm ứng phí theo yêu cầu thu số 28 ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Tòa án Nhân dân huyện Yên Mỹ tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Yên Mỹ. Ngày 22 tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân huyện Yên Mỹ đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án số 23 ngày 14 tháng 11 năm 2022. Trong quá trình xét xử, hội đồng xét xử quyết định tạm đình chỉ vụ án dân sự, chuyển hồ sơ vụ án sang cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Mỹ để điều tra khởi tố vụ án hình sự về tội lợi dụng tín nhiệm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân. Đến nay, thời gian đã là 8 tháng nhưng vụ án vẫn chưa được giải quyết. Đơn thư công dân hỏi về việc số tiền tạm ứng án phí đã nộp được tính như thế nào và vụ việc đến khi nào được giải quyết. Để trả lời vấn đề công dân phản ánh, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã có buổi làm việc với ông Ngô Xuân Quỳnh, thẩm phán Tòa án Nhân dân huyện Yên Mỹ, chủ tọa phiên tòa. Trong quá trình trao đổi với phóng viên, thẩm phán Ngô Xuân Quỳnh cho biết, ngày 22 tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân huyện Yên Mỹ đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm giải quyết vụ án dân sự về tranh chấp hụi họ giữa nguyên đơn ông Lê Dương Ninh cùng một số công dân khác và bị đơn là bà Ngô Thị Nhẫn cùng một số công dân khác. Hai bên nguyên đơn và bị đơn đều thường trú tại thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Trong quá trình xét xử, xét thấy vợ chồng bà Nhẫn, ông Niên nhận cầm tiền chơi họ của ông Lê Dương Ninh và một số công dân khác, nhưng không công khai danh sách những người trong dây họ để những người chơi biết. Do vậy, những người chơi không biết trong dây họ mình chơi gồm những ai, hàng tháng ai lấy được họ. Tháng 3 năm 2022 âm lịch, vợ chồng bà Nhẫn, ông Niên dừng không nhận đóng tiền họ và cũng không trả lại người chơi số tiền đã đóng. Trong quá trình xét xử, bà Nhẫn, ông Niên cũng không xuất trình sổ những người nộp tiền họ, lấy họ. Hành vi của vợ chồng bà Nhẫn, ông Niên vi phạm Nghị định 19/2019 ngày 19 tháng 2 năm 2019 của Chính phủ có dấu hiệu tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Do vậy, hội đồng xét xử tạm đình chỉ vụ án, chuyển toàn bộ hồ sơ đến cơ quan điều tra công an huyện Yên Mỹ để giải quyết theo thẩm quyền. Tôi được thẩm phán được lãnh đạo phân công giải quyết vụ việc này. Quá trình điều tra chứng cứ thì ngày 22/9/2023 đưa vụ án ra xét xử. Quá trình thẩm vấn công khai tại phiên tòa thì thấy rằng là có dấu hiệu tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Nên là hội đồng xét xử thống nhất, biểu quyết thống nhất là tạm đình chỉ để chuyển sang quan điều tra. Để quan điều tra để giải quyết theo thẩm quyền. Nên cùng với ngày 22/9/2023 thì tòa án đã làm công văn đồng thời chuyển các tài liệu liên quan sang cơ quan điều tra công an huyện Mỹ để giải quyết theo với thẩm quyền. Do vậy là quá trình chuyển từ năm 23 đến nay thì chúng tôi cũng gọi là đơn đốc, nhưng hiện nay tôi chưa nhận được cái kết quả của cơ quan điều tra là có khởi tố không khởi tố. Nên là vụ án vẫn đang trong cái tình trạng là tạm đình chỉ vụ án. Hiện nay thì chúng tôi cũng chờ kết quả xác minh của cơ quan điều tra xem là cơ quan điều tra có khởi tố hay không khởi tố. Nếu cơ quan điều tra mà không khởi tố, có cái kết quả trả lời cho tòa án là không khởi tố, thì tòa sẽ tiếp tục giải quyết vụ án này và sẽ đưa ra vụ án ra xét xử. Và khi đưa ra vụ án ra xét xử thì số tiền tạm ứng phí sẽ được giải quyết theo nghị quyết 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số tiền tạm ứng phí. Còn nếu cơ quan điều tra mà xác định là cơ quan điều tra có khởi tố vụ án thì tòa sẽ đình chỉ vụ án và khi đình chỉ sẽ hoàn trả phí cho các hộ dân. Mà theo quy định điều 215 quyết định tạm đình chỉ của tòa án thì cái tiền tạm ứng phí là tạm ứng ngân sách. Khi nào tòa án tiếp tục giải quyết vụ án thì cái số tiền tạm đình chỉ sẽ được giải quyết. Còn hoặc là nếu cơ quan điều tra ví dụ mà có khởi tố thì tòa sẽ đình chỉ thì cũng hoàn lại tiền cho công dân. Được biết, ngày 22 tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân huyện Yên Mỹ đã có công văn số 01 và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Mỹ để giải quyết theo thẩm quyền. Khi nào có kết quả khởi tố hay không khởi tố thì yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Mỹ thông báo bằng văn bản cho Tòa án Nhân dân huyện Yên Mỹ biết để tòa án giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.
Trong quá trình làm việc với phóng viên, thẩm phán Ngô Xuân Quỳnh, phó chánh án Tòa án Nhân dân huyện Yên Mỹ, người được phân công trực tiếp xét xử vụ việc cho biết, đến nay Tòa án Nhân dân huyện Yên Mỹ vẫn chưa nhận được kết quả trả lời của cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ là vụ việc có khởi tố hay không khởi tố. Do vậy, đề nghị công dân Lê Dương Ninh, đại diện 18 hộ dân thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, liên hệ trực tiếp với cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ để được biết.